Trong 6 nẻo lục đạo luân hồi, bạn chuyển sinh từ lục đạo nào đến? Xem ngay để giải đáp. Từ các đạo trong lục đạo luân hồi chuyển sinh thành người đều mang theo một số thói quen đặc trưng. Thông qua những thói quen này, chúng ta có thể phán đoán mình hoặc người khác từ đạo nào trong lục đạo đầu thai chuyển sinh. Phật giáo giảng rằng con người có đời trước, đời sau, sống chết luân hồi không ngừng. Nhưng luân hồi chuyển thế không chỉ luân hồi trong đạo người mà là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi tức là trong tam giới là 6 loại hình thái sinh mệnh tổng quát, bao gồm người trời, Atula, người, súc sinh, ác quỷ và địa ngục. Chúng ta thường thấy hình thái sinh mệnh là người và súc sinh trong lục đạo, còn 4 loại hình thái sinh mệnh khác thì phải trong điều kiện đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Con người sau khi chết được thăng lên cõi trời hay tiếp tục đầu thai làm người, hoặc bị đọa địa ngục, ác quỷ, súc sinh thì chủ yếu dựa vào đức, tức là nghiệp thiện, hoặc là nghiệp lực, tức là nghiệp ác mà con người đã tích lũy trong những đời trước. Thế nên, có nhiều người thắc mắc rằng, sau khi chết thì có nhiều khả năng đầu thai như thế nào, làm thế nào để phán đoán một người có thể từ đạo nào trong lục đạo chuyển sinh thành người. Từ các đạo trong lục đạo luân hồi chuyển sinh thành người đều mang theo một số thói quen đặc trưng. Thông qua những thói quen này, chúng ta có thể phán đoán mình hoặc người khác từ đạo nào trong lục đạo đầu thai chuyển sinh. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Thân thể, tướng mạo của tất cả mọi người trong thế gian hết thảy đều là nhân quả. Thân hình, tướng mạo, lời nói cử chỉ, hành vi, hành động của con người thế gian, không ai là không có thói quen. Thói quen của mỗi người đều là có nguồn gốc. Nhìn tướng mạo, ngôn hành, động tác của những người này là có thể biết được họ từ nơi nào trong lục đạo chuyển sinh đến thế gian con người. Thói quen giống như mùi vị của tỏi, cho dù đã nghiền nát ra, xịt nước hoa lên thì cũng khó tiêu trừ được. Vật tụ theo loài, con người cũng quần tụ theo thói quen, tạo ra cộng nghiệp. Người từ trong địa ngục chuyển sinh nhân gian có các đặc trưng sau. Thứ nhất, giọng của họ dè và vỡ như lừa là đang kêu, giọng rất lớn, gầm gào lại thô bạo, gấp gáp. Thứ hai, những người này thường nói mà không giữ chữ tín, thường nói lời cuồng vọng khiến người ta khó mà tin được. Họ giống như những người không có thân bằng cố hữu. Thứ ba, những người này tướng mạo xấu xí và không tôn kính thầy và bề trên, không tin chính pháp. Thứ tư, những người này bất hiếu, bất nghĩa, không có tâm xấu hổ. Thứ năm, họ thích những việc sát sinh, thường tạo rất nhiều nghiệp ác. Thứ sáu, họ thường đoản mệnh, không sống lâu. Thứ bảy, họ thấy việc thiện cũng khó phát tâm từ bi. Thứ tám, loại người này chú định sau khi chết lại đọa vào trong bà ác đạo. Người từ đạo súc sinh chuyển sinh nhân gian có những đặc trưng sau. 1. Những người này thần trí tối tăm, là người ngu xuẩn, ít trí tuệ, không có chừng mực, lười biếng. 2. Họ thường tham và ham ăn, đồ ăn gì cũng ăn, ăn tạp lại còn dương dương tự đắc là không cần để ý. 3. Những người này cá tính vừa bướng vừa dữ, nói chuyện rất lỗ mãng. Họ là người có sức lực, thường mang vác vật nặng. 4. Họ thích kết giao làm bạn tri kỷ với những người ngu si, tức người có cùng đặc tính súc sinh. 5. Họ thích nằm co chân. 6. Họ có thể nằm trên đất bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào cũng không tránh những thứ dơ bẩn. Họ thích để mình chân, không biết xấu hổ. Có thể không mặc y phục thì sẽ không mặc, không có tâm xấu hổ. 7. Tâm thường giả dối và nói lời cuồng ngôn. Họ thường tùy tiện nói người khác, xúc diện, không chân thật hay nói xấu người khác, gây chuyện thị phi, xiển nịnh, lòng dạ cong vẹo, không đáng tin cậy. 8. Họ thích mưu tính lấy tiền tài của người khác, thường thích chối nợ, tìm cách chối nợ, quỵt nợ. Những người này thấy việc thiện không thể phát tâm, không tin chính pháp, thường gây ra tội thập ác bất thiện. 9. Loại người này đã lưu lạc trong ác đạo nhiều lần, trải qua vô lượng ức kiếp không được làm người, đời này khó có được tấm thân người, nhưng vẫn như thế, vì vậy chú định sau khi chết lại quay lại biển khổ, chuyển sinh trở lại đạo súc sinh. Người từ quỷ giới chuyển sinh nhân gian có những đặc điểm sau. Thứ nhất, tướng mạo của những người này đen gầy, không tươi sáng. Thứ hai, họ để tóc ngắn xấu, xanh đỏ tím vàng, uốn cong, mũi rụt mắt lồi, mắt trắng nhìn thẳng, mũi cong vẹo, mắt hùng dữ, lộ lòng trắng, ánh mắt thẳng. Thứ ba, họ thường cảm thấy đói khát, thường thích ăn.
họ có cá tính tham ăn, bủn xỉn, đố kỵ, ghen ghét, sợ quan, người sợ làm quan. Thứ tư, họ rất cố chấp với tà kiến, nói xấu sau lưng người khác, bình phẩm tốt xấu, gây chuyện thị phi. Họ có lòng tham và tâm dâm, thích tích trữ tiền tài, của cải, không bố thí cho mọi người, cực kỳ keo kiệt. Thứ năm, họ ghét những người thiện lương, không thích trông thấy việc thiện, chỉ tin vào việc tà. Khi nhìn thấy tiền bạc của cải, họ sẽ khởi tâm động niệm, không tự chủ được muốn lấy đi. Thứ sáu, họ thường khởi lòng tham và trộm cắp, mãi mãi không biết hài lòng. Nếu bị thiệt một chút thì tức giận, oán hận khôn nguôi. Thứ bảy, họ giành được chút tiền tài hoặc chút lợi thì trong lòng vui sướng. Nếu không giành được tiền tài thì sinh lòng ghen ghét, muốn làm hại người khác. Thứ tám, những người này không muốn phát tâm, lại tin tà kiến, không tu thiện pháp, bất kính chính pháp. Họ tin thờ cúng quỷ thần, tự nhận mang sứ mệnh, thường đến nơi thờ cúng, thích cúng bái, thích đến những miếu thờ cô hồn dã quỷ, thích hầu đồng, thượng đồng để xem việc, quỳ lạy cầu xin sinh lợi phát tài. Những người này chú định sau khi chết sẽ đọa địa ngục, trải qua thời gian dài không đếm xuể, lại từ địa ngục ra, lại sinh thân quỷ, cứ như vậy chuyển sinh trong biển khổ không ngừng. Người từ Atula chuyển sinh nhân gian có đặc điểm sau. Thứ nhất, họ cao ngạo tự đại, cái tâm tự ngã và ngạo mạn cực kỳ mạnh mẽ, không tin chính pháp lắm. Đôi khi cũng có người vào cửa đạo, cửa Phật, động cơ cũng không thuần, tranh đấu vì lợi ích mà phá hoại sự hòa hợp, làm tổn hại đồng môn. Thứ hai, họ thích nổi giận, động tí là tức giận, thích tranh cãi, đấu tranh với người khác. Ba, họ có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, ghi nhớ oán hận, ghen ghét hành ác, rất thù dai nhớ lâu, oán hận tìm cách phục thù, nhất định hạ gục người ta mới thôi, căm ghét người khác, không thích gặp người tốt, tâm đố kỵ rất nặng, vì vậy thường sinh lòng ghen ghét. Thứ tư, họ nói chuyện su nịnh và không thật, giả tạo, dối trá, chối nợ, mắng chửi người. Năm, họ là người cao lớn khỏe mạnh, mắt trắng tròn, răng chìa và thừa, răng nhọn lộ ra ngoài, dũng mãnh có sức lực, trong tâm thường nghĩ chuyện chiến tranh đánh nhau, ví dụ như thích trò chơi chiến tranh và sinh tồn nơi hoàng gia. Vì những nghiệp bất thiện này, họ chú định sau khi chết sẽ đọa địa ngục, sau đó lại tùy theo nghiệp báo chuyển sinh vào ác đạo, sau đó lại chuyển sinh trở lại đạo Atula. Người từ đạo người chuyển sinh trở lại nhân gian có đặc điểm sau. 1. Những người này có cá tính hiền lành, chính trực, thân cận bạn bè thiện, thường giữ chữ tín, có lòng trung thành và hiếu thuận. 2. Nếu có kẻ ác phỉ báng vu cáo họ, thì cuối cùng họ cũng sẽ không đối phó với người phỉ báng mình, bởi vì họ là người biết liêm sỉ, trung hậu thủ tín và có lòng khoan dung. 3. Họ thích thanh danh, trọng danh dự, là người khéo tay, có trí tuệ và được kính trọng. Họ có cái tâm biết xấu hổ, tâm tính dịu dàng, có lòng biết ơn và báo đáp đối với những người có ân huệ và chăm sóc mình. 4. Đối với sự dạy bảo của những người hiền, thánh nhân, họ thuận theo mà không làm trái lại. Họ là người nhân từ, hiếu kính cha mẹ, tôn sư trọng đạo, cẩn thận kính trọng người bề trên, cấp trên. 5. Họ thấu hiểu người khác, làm việc có phương pháp, biết phân việc gấp việc thường, đối nhân xử thế có nguyên tắc, có chừng mực. 6. Họ khéo hòa hợp, thường vui và tin theo đạo pháp. Họ thích bố thí, thường hành thiện. Họ không thích mang nợ, không phụ bạc, phản bội người. 7. Họ có chút tiền tài thì thích làm việc thiện, dù có nghèo khổ vẫn làm việc thiện, giúp đỡ người khác, mong muốn người khác được yên vui, không muốn nhìn thấy việc người khác bị thống khổ. Với những hành vi như thế thì chú định sau khi chết, họ sẽ thác sinh ở cõi trời, không bị đọa địa ngục, sau này lại chuyển sinh nhân gian, được sống vui vẻ, không phải chịu nhiều khổ cực, thường nhiều đời được thân người. Người từ cõi trời chuyển sinh nhân gian có những đặc điểm sau. Thứ nhất, nếu có người giữ giới tu thiện thì có thể được sinh cõi trời. Khi từ cõi trời rớt xuống và sinh vào nhân gian, họ sẽ có tướng mạo trang nghiêm, có chính tín, chính kiến, tướng mạo đẹp tốt, là người thông minh, trí tuệ, yêu thích thanh tịnh. Thứ hai, họ thích đeo đồ trang sức trên đầu, sông hương, yêu thích sạch sẽ, thích chọn người hiền lương kết giao. Thứ ba, họ thường vui thích tán thán cả múa, họ thường thích ở lầu cao, không thích ở dưới thấp, nhà thấp. Họ thường hay cười, không sân hận, có đức hạnh, tức giận cũng phải có đạo lý, nói chuyện thường nói lời hay ý đẹp,
nói lời thành tâm, khiến người nghe đều vui thích, tin tưởng. Họ nói lời không gây tổn thương người khác, có đại trí tuệ. Thứ tư, họ thường thích ăn mặc, đeo đổi những thứ trang trọng. Họ có tâm thiện, vui lòng xuất gia, tu đạo. Nếu có minh sư, họ sẽ tinh tấn tu trì, học Phật tu đạo, không thích danh lợi thế gian, chí cầu đạo Pháp. Những người này có trí tuệ, nhiều kiếp tu hành, khó mà đánh giá đoán định được. Họ là người hiền lương, có phúc. Thưa quý vị, trên đây là một số kiến giải để quý khán giả tham khảo. Nếu tự ác đạo truyền sinh thì cũng chớ buồn chán, thất vọng. Phật gia giảng, thân người hiếm khi có được, Phật Pháp hiếm khi nghe được. Được chuyển sinh thành thân người đã là cơ hội rất hiếm có trong vô lượng kiếp luân hồi. Thế nên, nhân cơ hội có thân người thì nỗ lực tu hành sớm ngày thoát khỏi bề khổ luân hồi. Bởi vì trong lục đạo thì chỉ có con người mới có đủ nhân duyên và hoàn cảnh để tu hành được mà thôi. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề khám phá tiếp theo.